Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của mình. Hôm nay mình lên game thì nhận được một cái thông báo của Don't Starve Together. Trong bản cập nhật lần này thì game đã thêm vào kỹ năng nhân vật. Nhưng mà hình mà anh em đang thấy thì ba nhân vật mà game đã chọn làm bản kỹ năng đợt này đó là Wargang, Woody và con Wormwood. Clip này mình sẽ làm về hồ sơ nhân vật của Wargang, sau đó thì mình sẽ nói về kỹ năng mới được update của con nhân vật này để mà anh em có thể chọn được cái nhánh kỹ năng phù hợp để bắt đầu game nhé. Anh nghe mơ Wargang này là một trong những con nhân vật mà mình chơi đầu tiên trong cái game này luôn, vì mình thấy nó khá là đồ con với khỏe. Nhưng mà lúc mà mình chơi thì mình toàn để nó đói nên là đam nó rất là bé. Cái con nhân vật này á, thì nó khá là phụ thuộc vào chỉ số đói trước kia, nhưng mà sau khi update lại thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái cơ chế chơi luôn. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiểu sử nhé. Về tiểu sử, Wargang được thêm vào ngày 2 tháng 10 năm 2012, tức là game lúc này vẫn còn đang beta. Wargang được thêm vào Don't Starve Together vào bản cập nhật In With The New, khiến ông là nhân vật đầu tiên được thêm vào sau phát hành bản beta giới hạn đầu tiên của Don't Starve Together. Lúc mới xuất hiện trong game thì Wargang không có kỹ năng gì đặc biệt, mãi cho đến khi bản update Strength New Power thì sức mạnh của Wargang mới được nâng cấp. Sau khi cập nhật, Wargang là một trong những nhân vật có sát thương lớn nhất cũng như là bé nhất game. Khi mà ở dạng hùng mạnh thì Wargang có thể gây ra sát thương là 136 đam khi mà cầm cái gươm bóng tối. Nhưng mà khi để dạng yếu đuối thì Wargang sẽ gây ra một lượng đam rất bé là 2.125 khi mà cầm cái vật côn trùng. Đúng là Wargang là một trong những nhân vật mà Don't Starve Together tạo ra để tăng trải nghiệm của những anh em cũng như là hành của anh em luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về thông tin cơ bản của Wargang nhé. Về thông tin cơ bản, trong Don't Starve Together, toàn bộ ba chỉ số của Wargang đều được thay đổi. Máu, sức đói, tinh thần sẽ ở mức tối đa là 200. Khi mà anh em vào game thì anh em sẽ thấy Wargang có một cái đồng hồ hùng mạnh. Đồng hồ mới vào sẽ cho anh em 50 điểm sức mạnh và sẽ giảm từ từ theo thời gian. Như đề cập ở bên trên thì Wargang có ba dạng, đó là dạng hùng mạnh, bình thường và yếu đuối. Wargang ở dạng yếu đuối khi mà đồng hồ sức mạnh từ 25 điểm trở xuống, ở dạng bình thường thì sẽ từ 25 đến 75 điểm và ở dạng mạnh nhất của Wargang sẽ là từ 75 đến 100. Đồng hồ hùng mạnh của Wargang cũng sẽ tỷ lệ với độ đói của Wargang nhé. Nếu Wargang được duy trì sức đói từ 150 đến 200 thì trong vòng 8 phút chỉ giảm có 48 điểm sức mạnh mà thôi. Tương tự như thế, nếu như độ no của Wargang càng thấp thì cái điểm hùng mạnh sẽ giảm nhanh hơn, kiểu như anh em đói rồi thì anh em sẽ không khỏe được nữa ấy. Nên là mình sẽ để cái bảng ở đây cho anh em để mà anh em dễ dàng so sánh nhé. Cái chỉ số này cũng chỉ là chỉ số ước lượng cho anh em thôi, vì đâu phải lúc nào mà anh em cũng có thể duy trì độ no hoài được, nhất là khi vừa bắt đầu game. Về kỹ năng đặc biệt, như chúng ta đã bàn thì con Wargang này có ba dạng khác nhau đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bàn về một trong những cái dạng của nó nhé. Dạng đầu tiên là dạng yếu đuối, sức mạnh của Wargang sẽ tính theo điểm hùng mạnh, nên là cái điểm hùng mạnh của chúng ta sẽ phải dưới 25 điểm thì chúng ta mới có thể vào cái dạng yếu đuối này. Ở dạng yếu đuối, nhìn Wargang trông như là trải qua nạn đói, mặt thì buồn rầu này, thân thì teo tóp này. Lúc này các bạn nhìn con Wargang không khác gì một con nhân vật bé xíu trong cái game này hết. Nó như là chị với em vậy, sát thương sẽ giảm còn 75% này. Dạng yếu đuối cũng sẽ giảm đi 25% hiệu ứng của các dụng cụ, nhưng mà làm cho chúng lâu hỏng hơn 25%. Nghe thì có thể vui đấy, nhưng mà anh em đào cục đá nửa năm thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua dạng bình thường nhé. Đây là hình dạng ban đầu khi mà anh em bắt đầu vào game. Trong diện mạo sơ qua thì anh em có thể thấy là Wargang tay rất là to nha, nhất là FA đấy. Thực ra thì là do tập gym đấy, anh em đừng nghĩ gì nhé. Ở dạng bình thường thì Wargang không được buff thêm chỉ số nào từ sát thương đến tốc độ di chuyển cả. Để duy trì được ở dạng bình thường này thì Wargang phải để điểm hùng mạnh từ 25 đến 75 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về dạng hùng mạnh nhé. Đây là dạng mà Wargang sẽ chả sợ bố con thằng nào cả. Khi mà điểm hùng mạnh của các bạn từ 75 đến 100 điểm thì Wargang sẽ tiến vào trạng thái mạnh nhất. Ở gian này thì ngoại hình có nhiều thay đổi rất là lớn. Thân hình cao to này, cái áo mà Wargang mặc sẽ bị rách ra, trên tay thì có nhiều cơ bắp. Quan trọng là đầu của Wargang sẽ to hơn, trông như là cái đầu ở ngoài mà anh em thấy. Ở gian này ngoài ngoại hình ra thì sát thương cũng sẽ thay đổi. Wargang được bóp thêm sức mạnh này, sát thương của Wargang sẽ tăng gấp đôi liên tục, miễn là anh em duy trì được điểm hùng mạnh trên 75. Ở dạng hùng mạnh này thì Wargang có thể mang vác những vật nặng như là tượng cờ này, rau quả này mà không bị giảm tốc độ. Có một điều mình khá là thích khi mà ở dạng hùng mạnh này, đó là Wargang sẽ không bị giảm tốc độ khi mà mang những món đồ như là ba lô lợn này, khối băng nè, giáp cẩm thạch. Cái mình thích nhất đó là mà giáp cẩm thạch không bị giảm tốc độ, tại vì khi mà các bạn mang cái giáp cẩm thạch nó thì sẽ giảm 30% tốc độ chạy đó, nên là con Wargang này sẽ được miễn cái đó luôn. Nên là các bạn hãy tưởng tượng đi, một con Wargang mang giáp cẩm thạch vừa trâu nè, vừa khỏe nè, vừa có đam tay to nè, mà lại còn chạy nhanh nữa. Nên là còn gì bạn đúng không nè. Khi ở gian này thì Wargang sẽ khó bị đóng băng hơn, ít lạnh hơn nè, do là điểm chống lạnh của Wargang sẽ được tăng 30 điểm. Nhưng ngược lại thì sẽ dễ bị nóng hơn, vì cái điểm chống nóng của Wargang sẽ bị giảm 30 điểm. Có một cái nội tại mà khi ở gian này mình tin là các bạn sẽ rất là thích, đó là khi chặt cây, đào khoáng cũng như là phá hủy mọi thứ thì hiệu quả sẽ tăng đến 150% và có một cái tỷ lệ nhỏ hoàn thành ngay lập tức. Tức là khi anh em sẽ hoàn thành ngay lập tức sẽ có cái âm thanh này. Về đi biển thì Wargang cũng sẽ tăng hiệu quả lên 133% và tốc độ của Wargang thì sẽ không có thay đổi theo hình dạng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần update mới của Wargang nhé.
về các tập thể hình. Quốc Gang có thể xây dựng một cái máy tập thể hình cũng như là các loại tạ tay khác nhau của máy. Cái máy tập ban đầu anh em sẽ được đặt hai bịch khoai tây ở trên, nhưng mà anh em có thể tải lên những cái loại tạ tốt hơn, ví dụ như là quân cờ nè hay là nông sản khổng lồ. Sau khi mà anh em lên cái máy tập thể hình thì sẽ có một cái mini game nhỏ để mà người chơi nâng tạ theo nhịp đều đặn để tăng sức mạnh. Cái cách chơi cũng khá là đơn giản thôi, chỉ cần anh em lít trúng cái thanh ở giữa. Nếu như anh em thay đổi cái vật tập nó nặng hay nhẹ hơn á, thì cái độ dài của thanh trắng này sẽ thay đổi, càng nặng thanh trắng sẽ dài ra thêm, qua đó thì giúp anh em dễ dàng hoàn thành hơn. Cái máy tập thể hình này sẽ tiêu hao sức đối của anh em kể cả khi anh em không có nhấn nha, anh em hãy lưu ý vào đó nha. Ngoài việc tập luyện ở máy tập thể hình ra thì anh em có thể tập tạ bằng cách chế tạo những cái tạ tay, vì cái máy tập này không thể mang theo nên là khá là bất tiện đối với những anh em đang đi phiêu lưu. Vì thế nâng tạ sẽ là giải pháp ít rủi ro hơn nè, không đòi hỏi anh em phải chơi mini game gì hết. Tạ anh em có thể chế tạo và mang đi khám phá thoải mái lúc nào cũng được. Tạ thì cũng có rất là nhiều loại, thông thường thì làm bằng đá, cao cấp hơn thì làm từ vàng, cẩm thạch hoặc là ngọc tím. Khi ở dạng hùng mạnh thì ngoài nâng tạ ra thì anh em có thể chọi vô đầu kẻ thù xem như là một cái vũ khí tầm xa, còn khi ở gần thì tạ cũng như một cái vũ khí cận chiến vậy. Tuy là lượng đam không cao nhưng mà có đỡ hơn không đúng không? Lúc mà anh em làm vũ khí á, thì tạ vẫn sẽ bị giảm độ bền khi mà đem ra chiến đấu nhé. Ngoài việc nâng tạ tập thể hình thì những cái hành động như là chặt cây, đào khoáng hoặc là đánh nhau thì cũng sẽ tăng một cái lượng nhỏ điểm hùng mạnh. Quốc Gang sẽ không bị mất điểm hùng mạnh khi mà đi ngủ nhé. Mình sẽ để một cái bảng các dụng cụ ở đây để mà anh em tham khảo để mà xem qua dụng cụ nào sẽ làm tăng nhiều điểm hùng mạnh nhất cho anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái kỹ năng, một những cái update mà khiến cho con Quốc Gang này trở nên khỏe hơn rất là nhiều. Như các bạn thấy trên màn hình thì cái kỹ năng của Quốc Gang sẽ có 4 phần, tức là Torrent, Chainin, Mine và Affinity. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái phần Torrent trước nhé. Turret tiếng Việt có nghĩa là việc vặt. Đúng như tên gọi của kỹ năng này thì kỹ năng sẽ buff thêm tốc độ hoàn thành những việc lặt vặt của anh em, ví dụ như là đào khoáng nè, phá hủy nè, hoặc là chặt cây. Ở cấp độ đầu tiên sẽ tạo cái cơ hội hoàn thành công việc cho một cái cú vung sẽ là tăng lên 5%. Ở cấp độ thứ hai tạo cơ hội hoàn thành công việc cho một cú vung sẽ tăng lên 10%. Ở cấp độ thứ ba tạo cơ hội hoàn thành công việc trong một cú vung sẽ tăng đến 15%. Ở cái kỹ năng này sẽ giúp cho anh em hoàn thành nhanh hơn những công việc lặt vặt mà anh em hay làm hàng ngày á, kiểu farm đồ ấy. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến phần training nhé. Training trong tiếng Việt có nghĩa là huấn luyện. Ở cái nhánh kỹ năng đầu tiên đó là Gym Mastery. Kỹ năng này các bạn thấy là nó chỉ có một bậc thôi, tức là anh em mở khóa anh em xài luôn á. Gym Mastery có nghĩa là bậc thầy tập luyện. Kỹ năng này sẽ hoàn thiện tập luyện thể dục của anh em và sẽ giúp mini game tự động hoàn thành. Kỹ năng tiếp theo bên cạnh Gym Mastery đó là kỹ năng Coach Quốc Gang. Tiếng Việt của Coach Quốc Gang đó chính là huấn luyện viên Quốc Gang. Kỹ năng này sẽ giúp các bạn có thể chế tạo cái còi huấn luyện. Khi mà thổi kèn thì Quốc Gang sẽ nâng cao tinh thần của bạn bè và tăng sát thương cho đồng đội. Nghe thích thế nhỉ, vừa được thổi kèn vừa được nâng cao tinh thần. Led D là ngày tập chân. Kỹ năng này là bậc tiếp theo của kỹ năng Code Quốc Gang. Mở kỹ năng này các bạn nhận được 10% tốc độ khi mà Quốc Gang ở dạng bình thường. Chắc là ở dạng này để chạy lạc giặc ấy mà. Trong lúc chiến đấu thì ai cũng để dạng hùng mạnh thôi, nên là mình thấy búp này cũng không ngon cái lắm. Dumbbell Developer có nghĩa là nhà phát triển tạ đơn. Khi mà mở kỹ năng này thì anh em sẽ học được một số công thức chế tạo của tạ mới. Ở đây thì mình thấy có đủ loại tạ luôn này, nhưng mà có cái tạ giữ nhiệt nữa. Cái tạ giữ nhiệt này khá là hay đấy, nhưng mà mình lúc mà mình coi công thức thì nó làm bằng cái 12 đá, một cuốc và 4 đá lửa, nghe hơi chát chát rồi đấy. Nhưng mà vừa tập tạ vừa gia nhiệt thì nó cũng khá là tiện nên là anh em cũng đáng thử đấy. Hai công thức còn lại sẽ là tạ băng và tạ lửa. Khi ném hai quả tạ này thì anh em sẽ gây ra cháy hoặc là đóng băng. Nghe xịn này đúng không? Nhưng mà nhìn lại công thức thì ối dồi luôn. Vàng cổ thì khó mà có sớm khi anh em mới bắt đầu vào game mà. Heavy hitter nghĩa là kẻ đánh mạnh. Kỹ năng này là kỹ năng tiếp theo bên cạnh kỹ năng Dumbbell Developer. Ở cấp độ đầu tiên sẽ tăng 50% sát thương khi mà anh em ném quả tạ. Ở cấp độ thứ hai sẽ tăng 100% sát thương khi mà anh em ném tạ. Ôi nghe căng thế. Push the limits nghĩa là đẩy tới giới hạn. Cái kỹ năng này sẽ giúp anh em hiểu đơn giản đó là tăng cái giới hạn điểm hùng mạnh của Quốc Gang lên qua giới hạn 100. Khi anh em sử dụng cái máy tập thể hình thì anh em sẽ vượt qua giới hạn của thước đo hùng mạnh. Ở cấp độ đầu tiên thước đo hùng mạnh sẽ được tăng lên 110 điểm. Ở cấp độ tiếp theo sẽ được tăng 120 điểm. Cứ tăng đến cấp độ cuối cùng sẽ là 150 điểm hùng mạnh. Kỹ năng này rất là hữu dụng cho anh em để đẩy cao giới hạn ra để mà duy trì cái dạng hùng mạnh lâu hơn ấy, không cần phải tập tạ quá nhiều lần. Giờ thì chúng ta sẽ qua phần kỹ năng tiếp theo của Quốc Gang đó là Mai nhé. Mai có nghĩa là hùng mạnh. Cái nhánh Mai thì anh em thấy khá là đơn giản đúng không? Thì chỉ có từ trên xuống dưới thôi. Quốc Gang vốn gì nó mạnh vãi đái rồi thì bây giờ chúng ta sẽ được tăng thêm sức mạnh nữa. Đó là sức mạnh xuyên giáp. Các bạn cứ tưởng tượng cái con số 136 đam mà mình đề cập ở trên đã to rồi đúng không? Thì bây giờ sẽ còn cao hơn nữa. Mighty Weapon sẽ có 5 cấp độ. Ở cấp độ đầu tiên thì vũ khí xuyên giáp của các bạn sẽ được tăng 5 sát thương khi ở dạng hùng mạnh. Ở cấp độ 2 thì sẽ tăng lên 10 điểm sát thương, cấp độ 3 sẽ là 15 điểm và cứ tăng dần đến cấp độ 5 sẽ là tăng 25 điểm sát thương xuyên giáp khi chúng ta ở dạng hùng mạnh. Ui, nghe thôi là hay thốn thốn mày đấy.
Bây giờ chúng ta sẽ qua phần Affinity nhé. Affinity có nghĩa là tương thích, nên là kỹ năng này anh em phải unlock thì mới có thể học được nha. Các bạn có thể thấy trên màn hình là chúng ta có hai cái khóa riêng biệt, một bên khóa là của bóng tối tức là Shadow, còn một bên sẽ là phe mặt trăng đó là Luna. Các bạn phải tiêu diệt hai con boss khó bậc nhất game này thì chúng ta mới có thể mở khóa được kỹ năng này. Shadow có nghĩa là bóng đêm. Chúng ta sẽ nói về cái phần bóng đêm trước nhé. Để mở được kỹ năng bóng đêm này thì các bạn phải có mối quan hệ tốt với phe bóng đêm nè, tức là không có mối quan hệ nào với phe Luna. Và bây giờ các bạn phải đi tìm diệt con thượng cổ hắc ám. Để mà tìm được con boss này, anh em phải vào dùng đất cổ ở dưới hang, sau đó tìm cái cổng, sau đó các bạn cắm chìa khóa vào cái cổng đó. Cách triệu hồi thì mình sẽ đặt 8 mảnh xương và một cái trái tim hắc ám để kích hoạt boss. Sau khi mà tiêu diệt xong thì anh em sẽ mở khóa kỹ năng này. Sau khi mở khóa xong, anh em sẽ unlock kỹ năng đầu tiên, đó là kỹ năng hộ vệ bóng đêm. Lúc này nữ hoàng sẽ ban thưởng cho lòng trung thành của anh em bằng sức mạnh hủy diệt. Ở cấp độ đầu tiên thì anh em sẽ tăng thêm 10% tổng sát thương khi mà chiến đấu với những sinh vật thuộc hàng ngũ mặt trăng khi ở dạng hùng mạnh. Ở cấp độ thứ hai thì tăng lên 20% và cuối cùng sẽ là tăng 30%. Bây giờ chúng ta sẽ qua phe mặt trăng, đó là Luna. Tương tự như phe bóng đêm thì bây giờ chúng ta sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với phe bóng đêm hết, và cần phải tìm và tiêu diệt cái con boss đó là Celestial Champion, chiến binh thiên hà. Muốn triệu hồi con boss này, anh em cần phải lắp ráp hoàn thiện các thiên thể ở đa mặt trăng. Sau khi tiêu diệt được cái con boss chiến binh thiên hà này thì anh em mới mở khóa được kỹ năng nhà chiến lược gia mặt trăng. Thì cái người sáng lập bí hiểm sẽ cho anh em cái điểm thưởng cho sự tò mò bằng cách tiết lộ điểm yếu kẻ thù. Ở cấp độ đầu tiên sẽ tăng thêm 10% tổng sát thương khi chiến đấu với những sinh vật thuộc hàng ngũ bóng đêm khi ở dạng hùng mạnh. Ở cấp bậc thứ hai thì sẽ tăng lên 20% lên sinh vật bóng đêm, và ở bậc cuối cùng sẽ tăng 30%. Nãy giờ chúng ta đã bàn về cái phần cây kỹ năng rồi, thì để mở được cái cây kỹ năng thì các bạn cần phải có điểm hiểu biết. Điểm hiểu biết trong cái game này gọi là insight. Cái phần insight này thì có nhiều anh em sẽ thắc mắc là làm cách nào để lấy điểm, rồi lấy điểm nó có khó không. Thì thực ra thì cái điểm kỹ năng này nó không quá khó. Anh em chỉ cần sống qua 5 ngày đầu tiên là em sẽ có được một điểm hiểu biết, sau 8 ngày nữa thì anh em sẽ nhận được thêm một điểm hiểu biết nữa. Thì nói chung thì khá là dài nên là mình sẽ để một cái bảng ở đây cho anh em tham khảo nhé. Để mà tối đa điểm thì anh em cần phải sinh tồn 160 ngày, nghe thật càng đúng không, chứ giờ mình có khi nào mà sống qua được mùa hè đâu. Sẽ có nhiều điểm kỹ năng để lựa chọn hơn tổng số điểm hiểu biết có sẵn, nên là anh em sẽ cân nhắc thật kỹ để mà nâng kỹ năng trước nhé. Vì những quyết định của anh em sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái khả năng sinh tồn của nhân vật. Nếu mà lỡ đặt sai kỹ năng rồi thì anh em có thể đặt lại điểm kỹ năng ngay khi các anh em đã tạo thế giới. Thì cái cách đặt lại kỹ năng cũng như cái cách thay đổi nhân vật thôi. Anh em sẽ chế tạo một cái chìa khóa mặt trăng trên cái cổng thiên thể, sau đó anh em trở về menu nhân vật. Lúc này anh em sẽ chọn cái phần điểm kỹ năng, sau đó anh em reset lại, anh em sẽ chọn làm sao cho hợp lý nhé. Và đó là những gì mà mình tích góp được trong quá trình chơi cũng như là lụm lặt ở trên mạng. Nếu mà có gì thiếu sót thì anh em hãy bổ sung ở dưới phần comment nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ngắm sơ qua tất cả skin nhân vật của Worgen và kết thúc video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hy vọng là clip mình sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình chơi trong Start Together. Và mình là Chujin. Hẹn gặp các bạn ở những clip tiếp theo.